Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam với cử tri. Đây là chuyên mục do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thực hiện. Thưa quý vị, Thường trực Tỉnh ủy vừa có buổi đối thoại với đại diện các hộ dân có liên quan đến ba dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi đối thoại. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở ngành địa phương liên quan, đại diện hai công ty Bách Đạt An, Hoàng Nhất Nam cùng 34 người dân đại diện cho các hộ bị ảnh hưởng bởi ba dự án. Ba dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư gồm dự án khu đô thị Bách Đạt 1 có quy mô 8,17 ha với 82 hộ bị ảnh hưởng, dự án khu đô thị 7B mở rộng với quy mô 19,53 ha với 358 hộ bị ảnh hưởng, dự án khu đô thị Hera Complex Riverside quy mô 18,26 ha với 433 hộ bị ảnh hưởng. Khó khăn hiện nay là chủ đầu tư dự án đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tiến độ thực hiện dự án đã hết. Tại buổi đối thoại, đại diện các hộ dân có liên quan đến ba dự án trên đã nêu lên các ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và hai công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam, việc chậm trễ trong công tác thi hành án, làm rõ dòng tiền và dấu hiệu lừa đảo của hai doanh nghiệp, mong muốn được giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cam kết xử lý vụ việc một cách cụ thể chi tiết. Đại diện hai công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam cho biết, vừa có buổi làm việc với Cục Thi hành án Dân sự tỉnh để giải quyết vấn đề nộp thuế, khôi phục hoạt động doanh nghiệp và đưa ra một số cam kết tiếp tục thực hiện dự án, từng bước giải quyết yêu cầu về quyền lợi của các hộ dân mua đất tại các dự án. Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến để chỉ đạo giải quyết những kiến nghị hợp lý của người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho kéo dài dự án đến ngày 31 tháng 8 để hai công ty phối hợp triển khai thực hiện, hoàn thành các nội dung do pháp luật quy định, nếu không sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Về phía Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ củng cố lại tổ công tác xử lý vụ việc, phân công đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý. Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, nhà đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ thuế để khôi phục hoạt động doanh nghiệp, chuyển kinh phí cho Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn thực hiện chi trả cho người dân theo các phương án bồi thường được phê duyệt, triển khai thi công hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật, thực hiện ký quỹ dự án làm cơ sở điều chỉnh tiến độ thực hiện để tổ chức thi công hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật dang dở đã được nhà nước giao đất, đảm bảo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Tới ngày 31 tháng 8, nếu nhà đầu tư không thực hiện thì sẽ giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật, tiến hành chấm dứt thu hồi dự án, đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung quyết liệt hỗ trợ nhà đầu tư, thị xã Điện Bàn để giải quyết những công việc tiếp theo. Nếu nhà đầu tư, người dân thấy quyền lợi bị ảnh hưởng, có thể khởi kiện ra tòa. Đồng chí Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị tỉnh Quảng Nam, vừa chủ trì buổi tiếp và giải quyết khiếu nại của công dân Huỳnh Thị Xuân Viện, trú tại xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành. Theo phản ánh của công dân Huỳnh Thị Xuân Viện, trước đây bà có mua đất của gia đình ông Nguyễn Tấn Phương và làm nhà trên mảnh đất này. Tuy nhiên, sau đó giữa bà và gia đình ông Phương xảy ra tranh chấp trên vị trí đất đã bán. Để giải quyết tranh chấp, ông Phương khởi kiện và Tòa án Nhân dân huyện Núi Thành đã đưa ra xét xử và yêu cầu bà Viện trả lại một phần đất cho gia đình ông Phương. Không đồng tình với các phán quyết của tòa án, bà Phương gửi đơn đến nhiều cơ quan có thẩm quyền để khiếu nại. Sau khi tham khảo ý kiến của các bên liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thái Bình đề nghị Cục Thi hành án tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạm hoãn thi hành án để tiếp tục làm rõ vụ việc, đồng thời giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh thành lập tổ giám sát trực tiếp đến vị trí lô đất, xem xét thực tế và đưa ra phương án xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi công dân. Được đầu tư 63 tỷ đồng, nhưng trường Trung học Phổ thông Võ Chí Công huyện Tây Giang mới xây xong đã bị sạt lở. Hơn 4 năm qua, gần 300 học sinh của 4 xã vùng cao huyện Tây Giang phải lặn lội 40 km xuống trung tâm huyện học nhờ. Vấn đề này được cử tri huyện Tây Giang bức xúc phản ánh với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trong buổi tiếp xúc cử tri vừa được tổ chức. Trường Võ Chí Công được xây dựng năm 2017 tại xã A San, huyện Tây Giang với số vốn 63 tỷ đồng. Năm 2020, công trình được khánh thành nhưng gặp lũ quét nên bị sạt lở nghiêm trọng. Sự cố xảy ra vì sạt lở thì thấy là rất là nguy hiểm, rất là lo lắng và cái sự an toàn cho cả thầy và trò. 4 năm qua, gần 300 học sinh phải xuống trung tâm huyện học nhờ
với nhiều cách trở và thiếu thốn. Ngôi trường ở xã A San thì bỏ hoang xuống cấp. Tỉnh đã đầu tư thêm 29 tỷ để xây kè bảo vệ ta luy dương, gia cố mái chốc nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Tỉnh ủy Quảng Nam thì cũng rất là quyết liệt, nhưng mà phải nói giai đoạn hiện nay là có vẻ các đồng chí các sở ngành thuộc chức năng trách nhiệm là có vẻ nó cũng đun đẩy trách nhiệm, thật sự là như thế. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu tỉnh Quảng Nam xử lý dứt điểm sự việc để con em đồng bào có nơi học tập. Học sinh xin ngủ ngoài dân, che cái tấm bạt đi, nên phải làm gấp nhà tiền chế trong vòng 2-3 tháng phải làm xong cái nhà tiền chế để cho các cháu vợ rồi xây ký túc xá cái trường bây giờ đó. Thì cái đấy là cái mà chúng ta cố gắng làm cái giáo dục cho tốt. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định việc đảm bảo nơi học tập an toàn cho các em học sinh vùng cao là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Quảng Nam phải tập trung mọi nguồn lực để sớm khắc phục sự cố, giúp các em ổn định nơi học tập, nghỉ ngơi, đảm bảo tốt chất lượng dạy và học tại huyện biên giới Tây Giang. Chiều ngày 11 tháng 7, kỳ họp thứ 24 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, thảo luận, chất vấn và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội những tháng còn lại của năm 2024 và những năm tiếp theo. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương phải nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, cải thiện thủ tục và môi trường đầu tư, đặc biệt phải quyết tâm, quyết liệt trong quá trình triển khai dự án quan trọng, các chương trình nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới phải đi vào thực chất, nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của người dân. Đồng chí Lê Văn Dũng cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm người đứng đầu, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án động lực nhằm mang lại nguồn thu ổn định, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển toàn diện. Nếu chúng ta không tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thì xem như nền kinh tế của chúng ta sẽ bị tụt hậu xa hơn. Khẳng định là như vậy. Bởi vì doanh nghiệp là cái động lực chủ yếu của nền kinh tế. Mà cái tăng trưởng kinh tế chủ yếu là đầu tư công, đầu tư tư. Nhưng mà không tập trung, không quyết liệt thì sẽ khó khăn. Chính vì vậy cho nên là Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã xác định sẽ tập trung từng cái loại hình doanh nghiệp để rồi có những cái biện pháp cụ thể cho từng doanh nghiệp, từng cái loại hình doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho từng doanh nghiệp. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay rất chậm, như chúng ta đã vừa nghe rồi vừa chất vấn đó, thì tôi cho rằng là đây cũng là một vấn đề lớn. Nếu như mà chúng ta không tập trung giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản này hết, thì xem như xã hội cũng không bao giờ phát triển. Mà con số mà bả phần trăm sắp mấy sắp năm bả phần trăm tăng trưởng từ nay đến cuối năm chắc chắn là không bao giờ hoàn thành. Ông Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao phiên chất vấn, ghi nhận những ý kiến tâm huyết của các đại biểu, những vấn đề thực trạng của tỉnh được đại biểu trả lời trực tiếp, không né tránh, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, góp phần hoàn thiện những cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đối với các nghị quyết được kỳ họp thông qua, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, nhằm giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2024. Đồng thời, nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo các nội dung trình kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến tổ chức trong tháng 8 năm 2024, đề nghị các ban Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm, có hiệu quả cao các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên phối hợp tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, kỳ họp thứ 24 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về thực hiện dự án, danh mục cụ thể, triển khai những nhiệm vụ ở từng địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chương mục tiếp tục với các tin tức hoạt động của các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa viếng hương các anh hùng liệt sĩ tại đền Liệt sĩ huyện Hiệp Đức, đến thăm tặng quà gia đình thương binh liệt sĩ, người có công trên địa bàn huyện.
Trong không khí thiêng liêng thành kính, với tấm lòng biết ơn sâu sắc, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và các đại biểu thành kính dâng hoa viếng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên địa bàn huyện Hiệp Đức có hơn 1.554 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh. Nhiều trận đánh gây tiếng vang lớn, để lại ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng và đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Quế Thọ, thăm tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn huyện Hiệp Đức. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Lê Văn Dũng bày tỏ lòng tri ân, sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh to lớn, tấm gương kiên trung bất khuất của các gia đình chính sách, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã tổ chức trao tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố Hội An. Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Tạ Văn Hạ gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe đến các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, đồng thời mong muốn các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh tiếp tục duy trì truyền thống cách mạng của gia đình, trở thành tấm gương sáng, giáo dục con cháu, tuyên truyền vận động nhân dân, chấp hành tốt các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Tiếp đó, ông Tạ Văn Hạ cũng đến thăm tặng quà hai anh hùng lực lượng vũ trang là ông Trần Cận, phường Cẩm Phô và bà Võ Thị Hòa, phường Minh An, thành phố Hội An. Dịp này, ông Tạ Văn Hạ cũng tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh trên địa bàn huyện Đại Lộc và Quế Sơn. Ông Tạ Văn Hạ khẳng định, việc chăm lo thân nhân, gia đình chính sách, người có công với nước luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm với nhiều chính sách thiết thực. Hoạt động không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, mà còn là nghĩa cử, tri ân, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm của Đảng, Nhà nước đối với những mất mát hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước vừa đến dâng hoa viếng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nam Trà My. Cùng dự lễ viếng có lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức, người lao động và các lực lượng vũ trang đang làm việc tại huyện Nam Trà My. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành một phút mặc niệm, thành kính dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền bối hữu công, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh cả đời mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn và phát triển của quê hương. Để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đại biểu cũng dành một phút mặc niệm người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời tận tụy vì nước vì dân, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Trà My là nơi thờ cúng gần 100 anh hùng liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng đã chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất Trà My. Dịp này, đồng chí Dương Văn Phước đã đến thăm, động viên, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Nam Trà My. Đồng chí Dương Văn Phước nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ những cống hiến của các anh hùng liệt sĩ trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam với cử tri, chuyên mục do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thực hiện. Chuyên mục được phát sóng định kỳ mỗi tháng một số. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.